Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Bạn có tin rằng ở đâu đó thì chúng ta vẫn có một cái cách kiếm tiền online hoàn toàn miễn phí, tập trung và chúng ta chuyên tâm vào trong cái công việc đó thì nó sẽ mang lại cho các bạn một kết quả ngoài mong đợi không ha? Và các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây là trong cái tài khoản Sonorus của mình ha, cái thu nhập ngày hôm nay của mình đó nó là 1.091 nốt ha, thì nó tương ứng là khoảng hơn 11 đô ha, hơn 11 đô cho việc là mình sở hữu những cái bài hát. Nhưng mà các bạn có tin rằng khi mà mình bắt đầu với lại Sonorus này thì cũng giống như các bạn cũng từ 100 cái nốt nhạc miễn phí mà ở bên Sonorus họ tặng cho mình hay không ha? Bây giờ thì mình sẽ show lại cái kết quả mà mình bắt đầu với Sonorus ha, từ con số 0. Khi mà mình nhận được là 100 cái nốt nhạc miễn phí á, cũng giống như các bạn bây giờ cũng đang được Sonorus tặng cho các bạn 100 cái nốt nhạc miễn phí, và các bạn sử dụng nó như thế nào, có hiệu quả hay không ha? Thì với mình mua 10 cái bài hát này, đây là 10 cái bài hát, và mình bắt đầu vào trong Sonorus và là ngày 27 của tháng 9 nè. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã bước qua của tháng 1 rồi, và tầm khoảng là hơn 3 tháng ha. Hơn 3 tháng với Sonorus, và các bạn xem mình mang về được cái gì ha. Với những cái bài hát mà mình đã sở hữu trước đó đúng không, thì nó mang về cho mình một cái mức gọi là thưởng rất là cao, với chỉ với 10 nốt nhạc thôi nhưng mà mình kiếm về được là hơn 400 nốt ha. Thì các bạn thấy bình quân bây giờ với 10 cái bài hát này đúng không, mà mình tính trung bình đi thì mình đang có được là khoảng hơn 4.000 nốt nhạc ha, khoảng hơn 4.000 nốt nhạc. Như vậy thì với 1.000 nốt nhạc á thì nó sẽ tương ứng là 10 đô, với 4.000 nốt nhạc á thì mình đã kiếm được là 40 đô. Và từ cái phần là 40 đô này mình bắt đầu là mình tái đầu tư, và các bạn thấy mình tái đầu tư và mình mua những cái bài hát kế tiếp nè. Các bạn thấy đây là những cái tỷ lệ phần trăm mà những cái bài hát của mình đó mình sở hữu được và nó trả về cho mình đấy. Các bạn thấy là nó cũng tăng lên từ từ ha. Đây, đây những là những cái bài mà nó đã tăng lên. Nhiều người mua cái bài hát chung với mình đó thì nó sẽ thưởng cho mình cao hơn. Rồi bây giờ quay lại thì bạn cũng thấy rồi, mình khởi đầu cũng giống như các bạn thôi, cũng được tặng 100 cái nốt nhạc. Và sau một khoảng thời gian phải 3 tháng hơn đúng không, thì bạn mới thấy được một cái sự diệu kỳ ở trên Sonorus, đó là những cái bài hát mà bạn đã sở hữu ấy nó có một cái sự tăng trưởng vượt bậc đúng không. Cũng giống như bây giờ các bạn đang làm ở trong cái giai đoạn này của tháng 1 2023 đúng không, và cái cộng đồng của Sonorus nó cũng còn rất là nhỏ ha. Và khi mà các bạn được tặng 100 cái nốt nhạc đó thì chúng ta dùng cái 100 cái nốt nhạc đó chúng ta đi mua những cái bài hát mà các bạn nghĩ rằng trong tương lai nó sẽ được nổi tiếng và sẽ được nhiều người đón nhận và nhiều người mua cùng mình cái bài hát đó, thì chúng ta sẽ được hưởng cái phần thưởng ở đây thôi. Nó rất là đơn giản như vậy ha, giống như những cái bài mà mình cũng mới vừa mua gần đây thôi. Các bạn thấy mình mua gần đây ha, và mình mua là vào ngày 9 nè, ngày 9 của tháng 1, thì nó cũng có những cái mà nó trả về cái phần thưởng cho mình ha, nó trả về cho mình đây. Đấy, những cái nào mà nó hiện lên phần trăm là mình đã thu về được khoảng phần trăm đó ha. Và với những cái nào mà nó vượt hơn 100% là mình đã thu về được hơn là 10 nốt nhạc ấy, và nó sẽ còn trả về đều đặn nữa. Bởi vì khi mà chúng ta sở hữu một cái bài hát ở trên đây á thì các bạn được sở hữu mãi mãi trên cái nền tảng của Sonorus này luôn, miễn là nó vẫn còn và vẫn còn người sử dụng Sonorus và vẫn còn người nghe và ưa chuộng những cái thể loại nhạc mà bạn đang mua bản quyền ở đây ha. Đây là những cái bài hát mà mình mua gần đây ha, là vào ngày 8 nè, thì bạn cũng thấy là nó đã xin về cho mình được rất là nhiều ha. Ví dụ như cái bài này đúng không, mình mua vào ngày 8 mà hôm nay á mình nhận được hơn 10 nốt nhạc ha. Đây là cái phần thu nhập mà chúng ta có thể là xem được ha. Thì trong đây gồm có là 68% cái tiền mà gọi là SHE, là trong cái quỹ gọi là những cái người mà sở hữu chung bài hát với bạn ấy, thì bạn sẽ được thưởng cái phần này. Và 31.8% này là mình chia sẻ cái bài hát, cái đường link bài hát này ở trong cái nhóm của Sonorus Protocol Việt Nam ha. Cái việc mà các bạn chia sẻ thành công hay không thành công nó phụ thuộc vào rất là nhiều ở cái thể loại nhạc của bạn nữa. Ví dụ như bạn chia sẻ một cái bài hát mà nó đã được lên trend rồi và nhiều người ở trong đây người ta cũng đã mua rồi, thì tất nhiên là khi mà bạn đưa cái đường link vào á, thì nó bị trùng và người ta bấm vào người ta muốn mua, nhưng mà cái bài hát đó họ đã có rồi thì họ sẽ không thể nào mua được. Nên cái bí quyết ở đây á, là các bạn hãy tìm cho mình những cái bài hát nào mà bạn cảm giác hay, và có thể là sao, người khác nghe cũng cảm nhận hay, nhưng mà cái bài hát đó phải là bài hát ít người mua nhất ha. Ví dụ như bài hát đó khoảng tầm đâu 5-7 người mua thì chúng ta mua và chúng ta chia sẻ vào chung nhóm này, nhóm thì mỗi ngày một tăng lên, nó không có thể nào mà dừng lại ha, thì sẽ có rất là nhiều người vẫn chưa có mua cái bài hát giống như bạn như vậy á, thì họ sẽ bấm vào và họ sẽ thấy được à cái bài hát này mình chưa mua đúng không, mình sẽ bấm vào mua. Ví dụ như đây đúng không, bạn này chia sẻ cho mình cái bài hát này đúng không, mình bấm vào mình sẽ dự định mua, nhưng mà
Hiện tại thì mình đã mua cái bài hát này rồi, nên bây giờ là mình không thể nào mua được tiếp tục nữa. Các bạn cũng nhìn thấy rõ ràng ha, mình đã mua rồi nên mình sẽ không mua được nữa. Đó, nên mà khi mà các bạn chia sẻ vào trong nhóm á, thì các bạn nên lựa những cái bài hát nào mà nó mang tính chất là gọi là nó hơi hiếm xíu. Tại vì khi hiếm thì người ta bấm vào người ta mới có thể là bấm mua được. Chứ còn ở đây thì các bạn chia sẻ những cái bài hát mà đã có hết rồi thì sẽ rất là khó để mà chúng ta kiếm được cái tiền hoa hồng từ việc là chia sẻ bài hát vào trong nhóm ha. Thì nhóm này là nhóm gọi là mua bài hát rất là mạnh luôn. Nên các bạn có những cái bài hát nào mà gọi là lạ, hay và mới thì các bạn nên mua sớm, và các bạn sẽ là người những người sở hữu bản quyền của bài hát đó sớm trước, và các bạn sẽ có được những cái lợi nhuận, những cái phần thưởng rất là cao ha. Đó, giống như việc là mình mua những cái bài hát mà mình đã sở hữu ngay từ đầu và mình kiếm được về cái phần là thưởng rất là cao ha. Và đó là mình cũng mới vừa chia sẻ lại cho các bạn cái việc là mình khởi động với Sonorus bằng cái vốn là 0 đồng, và mình đã thu về được cũng khá là nhiều phần thưởng. Các bạn cũng thấy ha, mình bắt đầu vào là ngày 27 của tháng 9, và đến giai đoạn hiện tại bây giờ thì sau một khoảng thời gian Sonorus xây dựng thì mình cũng đồng hành cùng với họ và mình nhận về được những cái phần thưởng xứng đáng. Cũng giống như các bạn, bây giờ các bạn mới vừa tham gia vào thôi thì các bạn vẫn còn cả một cái quá trình ở phía sau nữa. Chúng ta không thể nào mà hôm trước hôm sau đã có được những cái phần thưởng nó cao như vậy rồi. Các bạn cần phải sao? Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hơn ở Sonorus này. Đó thì các bạn mới có được những cái phần thưởng, và các bạn cũng cần phải có một cái khoảng thời gian, chứ không thể nào mà chúng ta vào một tuần sau là các bạn coi như là đã kiếm được cái phần thưởng nó cao gấp vài chục lần so với cái 100 nốt nhạc của các bạn bỏ vào rồi ha. Nó không có cái chuyện đó, mà nó cần phải có một khoảng thời gian ha. Nên chúng ta phải xây dựng và chúng ta phải tìm hiểu, và các bạn phải giới thiệu cho bạn bè của mình biết về cái nền tảng này. Thì khi mà nó phát triển lên đó thì có lợi cho các bạn thôi. Tại vì nhiều người biết về cái ứng dụng này thì họ cũng sẽ sao có cái nhu cầu nghe nhạc bản quyền giống như chúng ta như vậy ha. Cộng đồng mỗi ngày một lớn thì các bạn sẽ là những người hưởng lợi trong cái việc là các bạn sở hữu cái bài hát sớm ở giai đoạn đầu tiên ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đến cái công đoạn đó là rút tiền của ngày hôm nay ha. Hôm nay thì mình nhận được đó là 10.091 nó ra. Thì trong cái video này các bạn nào mà xem được á, các bạn có thể để lại cho mình ở phần bình luận ha. Mình sẽ tìm ra là ba người may mắn nhất và mình sẽ trao cho các bạn là mỗi người sẽ là 100 cái nốt nhạc ra, để mà các bạn có thể mua được thêm là 10 bài hát nữa ha, để chúng ta sưu tầm thêm 10 bài hát nữa để chúng ta có thể kiếm được thưởng cao hơn. Nhớ nha, các bạn xem được trong cái video này thì các bạn để lại tin nhắn ở phần bình luận của video này ha, để mình sẽ quay random ngẫu nhiên và lấy ra ba người may mắn nhất và sẽ liên hệ với các bạn để trao cái 100 nốt nhạc này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái quá trình đó là rút tiền ha. Hiện tại thì mình đang có là 1.091 nốt ha, và mình đã liên kết với lại một cái ví rồi. Ví này là ví MetaMask ha. Đây ví MetaMask của mình ha. Và bây giờ thì trong ví của mình đang có là 0.017197 BNB, tương ứng là 5.47 đô ha. Bây giờ mình sẽ rút trực tiếp về trên ví MetaMask luôn. Và một điều rất là hay ở trên cái Sonros đó là các bạn rút tiền á, nó sẽ về thẳng trên ví luôn, không cần phải chờ đợi ha. Cái quá trình rút tiền này thì nó diễn ra rất là suôn sẻ, trong vòng là 30 giây là tiền đã về rồi. Bây giờ thì mình thử rút cho các bạn xem ha. Mình sẽ bấm rút nè và mình chọn rút tiền ha. Mình sẽ rút đi là một 1.000 cái nốt nhạc nè. Mình chừa lại là 91 nốt nhạc để mình tái đầu tư mua thêm 9 bài hát nữa. Rồi mình chọn vào claim nè để mình rút tiền về. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tiền nó sẽ chạy về trên đây ha. Ở đây thì nó vừa hoàn tất, thì ở đây đây bạn thấy không, đây nó báo vừa hoàn tất thôi. Ở đây mình đã nhận được tiền ha, từ là 5 đô mấy, bây giờ mình thành là 16.47 đô. Vậy thì mình mới vừa rút về là 11 đô ha, tiền về rất là nhanh luôn, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời đúng không. Ok, bây giờ thì mình tắt cái này đi. Bây giờ thì trong cái ví của mình thì đang còn 91 nốt ha, và với 91 nốt này á thì mình sẽ mang đi tái đầu tư. Bằng việc là mình sẽ chọn vào trong cái phần là top up nè. Rồi ở phần top up thì mình sẽ chọn vào trong cái phần là, sau đó thì các bạn sẽ nhập vào cái số lượng mà cần muốn tái đầu tư ha. Thì lúc đầu các bạn thấy là mình có khoảng tầm là 91 đúng không? Mình sẽ nhập là 40 thôi ha. Nhập 40 là bấm vào transfer thì nó sẽ chuyển 40 này vào trong cái mục đó là listen nè ha, listening nè ha. Thì hiện tại mình đang có là 40 ha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi mua cái bài hát. Thì để mua bài hát thì chúng ta sẽ vào trong nhóm ha. Tại vì ở đây thì cũng sẽ có rất là nhiều người đang share cái bài hát mà họ cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ. Thì nếu mà các bạn thấy cái bài nào mà các bạn trùng á thì các bạn không mua, còn nếu mà các bạn thấy bài này mình chưa có thì mình có thể bấm vào mua ha.
Hoặc là các bạn không thích mua ở trên nhóm của những người khác chia sẻ thì chúng ta có thể vào trong cái phần là Music này ha. Rồi các bạn chọn vào trong cái phần là Explorer này, là cái phần mở rộng. Còn nếu ở trên cái phần là Top Earning á, thì đây là những cái bài mà đang lên trend ha. Thì những cái bài lên trend thì giúp cho những cái chủ nhân của những cái bài hát này á, họ đã mua trước đó, họ kiếm về rất là nhiều cái phần thưởng, rất là nhiều nốt nhạc ha. Đó, đây là những cái bài mà nó lên trend. Thì các bạn hạn chế mua những cái bài lên trend như thế này ha. Tại vì lên trend rồi á, thì khi mà chúng ta chia sẻ cho người khác á, thì sẽ bị trùng. Nên chúng ta sẽ vào trong cái phần là Explorer nè. Rồi ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều những cái bài hát mà các bạn có thể là chọn lựa được ha. Và ở đây thì nó cũng ít người mua nữa. Nói chung là chúng ta tìm những cái bài hát nào mà cái phần thưởng là Promote to Earn nè, với lại cái Listen to Earn đó, mà nó chỉ số nó thấp xíu đó, hoặc là nó bằng không, thì những cái bài đó thì các bạn nên mua ha. Thế còn những cái bài mà nó có chỉ số cao á, đó thì mua đôi khi chúng ta sẽ bị trùng lặp với những người khác. Ví dụ như cái bài này đi, bài ha, cái bài này là Remote Tour, nó là ít người chia sẻ nè, nên cái phần thưởng này nó bằng không, và cái phần thưởng Listen to Earn nó cũng thấp ha, nên là chúng ta có thể đầu tư và mua những cái bài hát như thế này. Đó là cách chọn bài hát của mình đấy. À, mình sẽ đi tìm một cái bài nào đó, ví dụ như những cái bài mà nó quá nổi tiếng như thế này á, các bạn bấm vào á, thì chúng ta sẽ thấy là đã mua rồi đúng không, thì chúng ta không thể nào mà mua được nữa ha. Đó, cái bài này mua rồi thì không mua được nữa. Nên khi mà các bạn chia sẻ đúng không, thì các bạn phải lựa những cái bài hát nào ấy mà nó hiếm chút và nó chưa nổi tiếng á, thì các bạn nên chia sẻ cho mọi người ha. À, với những cái bài hát này thì mình cũng đã đều có hết rồi, mình đều có rồi ha, nên là mình sẽ tìm một cái bài nào. Ví dụ cái bài này hình như chắc là mình chưa có nè. Ừ, bài này cũng có luôn rồi. Nên là với những bạn mà chúng ta muốn mua bài hát á, hoặc là chúng ta sở hữu bài hát á, thì các bạn nên tìm những cái bài hát mà lạ nha, hoặc là nó nổi tiếng ở đâu đó nhưng mà ở trên đây thì chưa chưa có nhiều người sử dụng ha. Ở đây thì mình thấy là cũng nhiều quá rồi. Rồi thử cái bài này coi sao, nãy giờ bấm mấy cái rồi mà chưa chưa thấy mua được cái nào. Rồi ok, mình sẽ mua cái bài này ha. Giống như bài này nè, bạn khi chia sẻ trên nhóm á thì mình bấm vào thì mình mua thôi. Mình còn 30 nốt nhạc, cứ như vậy thôi. Mình sẽ tái đầu tư theo cái kiểu như vậy ha. À, phần nào các bạn có thể rút tiền, rồi phần nào các bạn chừa lại các bạn tái đầu tư. Đó, còn nếu mà muốn nạp tiền vào á thì chúng ta cũng sẽ bấm vào trong cái phần là top up nè. Rồi chúng ta chọn bên cái cổng nạp là BNB nè ha. Rồi các bạn chọn vào top up nè. Rồi ở đây thì nó sẽ có những cái gọi là nốt nhạc cho chúng ta có thể là nạp vào 100 nốt, 1.000 nốt, 10.000 nốt ha. Nếu mà 100 nốt thì các bạn sẽ nhận được, các bạn sẽ thanh toán là 0.004 BNB, tương ứng là khoảng 1 đô la ha. Còn cái này thì 10 đô la, cái này thì 100 đô la. 100 đô la thì các bạn mua được là 1.000 bài hát ha, khá là nhiều đúng không? Như vậy thì với cái việc mà chúng ta sở hữu bài hát ở trên đây nó cũng khá là rẻ ha. Đó, nạp vào đây, rồi các bạn bấm vào top up này ha. À, bây giờ thì mình sẽ nạp vào luôn, vào luôn ha. Mình sẽ nạp vào là 1.000 nốt nhạc để chiều nay mình sẽ đi gom thêm những cái bài hát. Rồi mình chọn vào xác nhận nè. Bạn thấy là đây là cái phần phí ga mình cần phải trả ha. Đây là cái số tiền mình trả và cộng thêm phần phí ga. Nó lên thành là 11.29 đô ha. Bấm vào xác nhận luôn nè. Rồi, ở đây mình đang có 30 đúng không? Rồi, chút nữa mình sẽ thành là 1.030. Đó, tắt cái này đi. Rồi mình load lại trang ha. Rồi như vậy là mình đã nhận được là thêm 1.000 nốt nhạc nữa ha. Bây giờ thì vô tư mà mua, bây giờ mình sẽ mua được là 103 bài hát ha. Với 1.000 nốt nhạc này, 1.030 nốt nhạc này, mình sẽ mua được là 103 bài hát. Đó, cái cách mà chúng ta rút tiền ra nạp tiền vào cũng cực kỳ là nhanh đúng không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để đăng ký tài khoản và nhận được 100 đấy cái nốt nhạc lần đầu tiên, để các bạn sẽ mua 10 bài hát để chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cách kiếm tiền ở trên cái Sonorus này ha. Và các bạn hãy tham gia vào trong cái nhóm Sonorus Protocol Việt Nam để mà chúng ta có thể chia sẻ những cái bài hát, hoặc là các bạn gặp những cái vướng mắc nào đó thì sẽ có những cái đội hỗ trợ ở trên này, họ sẽ hỗ trợ liên tục cho các bạn ha. Ở trên đây thì cái đội này rất là chuyên nghiệp và họ hỗ trợ ngày đêm luôn, nên là vướng mắc cái gì là sẽ có người hỗ trợ cho các bạn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần là đăng ký tài khoản và nhận 100 nốt nhạc nhé. Rồi cũng nói thêm xíu ha, nếu mà bạn nào mà sử dụng cái code đó mà nó báo là code hết hạn á, không có nhận được 100 nốt á, thì các bạn nhớ là vào trong cái kênh là Cùng Nhau Kiếm Tiền Channel ha. Và thường là bây giờ thì mình sẽ bật cái chức năng chat ở trên những cái bài đăng của mình ở trên kênh á, nên các bạn cứ vào theo cái kênh này ha, và các bạn sẽ hỏi phía dưới này đó.
thì mình cũng sẽ trao cái phần thưởng dành cho ba bạn may mắn nhất, mỗi bạn thì sẽ là 100 cái nốt nhạc ha. Và mình sẽ chuyển vào trong cái tài khoản của các bạn, nên các bạn nhớ là theo dõi cái channel này ha, để mà có những cái gì đó khó khăn khúc mắc gì đó thì anh em hỗ trợ nhau tốt nhất ha. Ok, bây giờ thì với những cái mã mà mình chia sẻ cho bạn mình hết hạn rồi á, thì các bạn nhớ vào trong đây để xin cái mã mới ha. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tải cái app có tên đó là Sonorus app về ha. Ở đây thì nó có trên kho ứng dụng của iOS và Android luôn, nên là các bạn yên tâm, điện thoại nào cũng thể là tải về được ha. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đăng nhập ha. Và ở chỗ này thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email của các bạn. Nhập địa chỉ email và sau đó các bạn vào trong mail á, chúng ta sẽ lấy cái code gồm có 6 số á, và chúng ta quay trở lại bên cái chỗ đăng nhập và các bạn sẽ nhập vào ha, giống như của mình ở đây ha, ở trên là địa chỉ email, dưới là cái code và mình bấm vào đăng nhập ha. Như vậy là chúng ta đã vào được trong tài khoản. Và khi vào trong tài khoản rồi, các bạn nhìn tìm cái chỗ cái mục là Airdrop nha, để các bạn sẽ nhập cái mã Airdrop và các bạn nhận được là 100 cái Sono token, là 100 cái nốt nhạc á. Rồi các bạn mở điện thoại lên, và nếu mà điện thoại các bạn chưa có cái ứng dụng Telegram á, thì các bạn sẽ tải về và chúng ta đăng ký một cái tài khoản Telegram á, để chúng ta tương tác với con bot thì mới có thể lấy được cái code đó nha. Thường thì mình hay có một cái bài đăng ở trên cái nhóm là channel cùng nhau kiếm tiền á, và mình có hướng dẫn cho các bạn từng bước ha. Bước đầu tiên là chúng ta download cái app nè, rồi sau đó thì các bạn là đăng ký bằng email và chúng ta xác thực email ha. Sau đó thì có thể là kết nối với ví của MetaMask ha, mạng lưới là PEP20. Rồi chúng ta tham gia vào trong cái nhóm là Sonorus Protocol Việt Nam. Sau đó thì các bạn sẽ vào chat với lại con bot để chúng ta lấy cái mã nhận là 100 Sono ha. Thì thường với những cái mã code như thế này á, nó sẽ có hiệu lực khoảng tầm là 50 đến là 100 cái lượt nhập thôi. Nên các bạn nhớ là cập nhật ở trong cái channel này, nếu mà cái trường hợp các bạn nhập cái mã đó mà không có được ấy, thì các bạn vào trong cái channel ha, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái mã nhập mới để nhận được là 100 cái Sono ha. Còn nếu mà các bạn không có vào trong đây, có thể các bạn nhập theo trên cái màn hình này mình đang làm á, nhiều khi cái mã code đó nó đã hết hạn rồi, nó không có còn được tặng là 100 nữa đâu ha. Nên các bạn nhớ là phải vào trong nhóm này. Và nếu gặp khó khăn trường hợp gì á, nó liên quan đến cái vấn đề ở Sonorus á, thì các bạn cũng liên hệ với mình ha. Và mình đều có mở cái phần khung chat ở phía dưới nè, nên các bạn cứ chat và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chơi cái con app này. Rồi các bạn sẽ bấm vào trong cái con bot ha, và chúng ta sẽ bấm vào là star đó, các bạn thấy mình bấm ha, bấm vào star và nó cũng không có hiện cái thông tin gì đâu, và các bạn sẽ nhập thêm cái phần code ra. Code ở đây gồm có là sẹt RL47H, nói chung là code vậy đó. Và cái code này nó sẽ thay đổi liên tục, nó không có cố định ha. Mỗi một cái code đó thì nó chỉ có là 50 lượt nhập thôi. Nếu mà nó hết hạn rồi đó thì các bạn nhấp vào thì nó không có trả cho các bạn được một cái mã nào nữa đâu. Trường hợp mà các bạn nhập cái code này mà nó không có trả về cho các bạn một cái mã nào hết á, thì các bạn liên hệ với mình ha. Và khi mà các bạn nhập code xong, các bạn nhớ tham gia vào trong nhóm nha. Các bạn tham gia vào trong nhóm xong, sau đó chúng ta lại nhập thêm cái code một lần nữa, ở trên nhập làm sao ha, thì dưới này các bạn nhập lại giống như vậy một lần nữa, thì nó sẽ tự động trả cho các bạn một cái code ha. Và code này nó có hiệu lực đến ngày 20 thôi. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào Airdrop nè, quay trở lại tài khoản ha, và chúng ta chọn vào trong phần Airdrop ha. Và ở đây thì các bạn sẽ dán cái code mà các bạn vừa nhận được ở trên đó về. Đó, chúng ta dán cái code và chúng ta nhấn vào Submit ra, thì các bạn sẽ nhận được đó là 100 cái nốt nhạc. Và bây giờ các bạn có thể đi mua 10 bài hát, giống như lúc đầu video mình có hướng dẫn cho các bạn cách mua 10 bài hát á, làm sao để từ 10 bài hát đó nó có thể là tăng thưởng cho các bạn á. Thì các bạn nhớ chọn lựa những cái bài hát mà nó chất lượng để chúng ta có thể kiếm được nhiều cái nốt nhạc thưởng ha. Đây là cái phần thu nhập mấy ngày hôm trước mà mình đã làm ấy. Hôm nay thì nó đã khác rồi, này của ngày 5 tháng 1 ha. Rồi như vậy là các bạn cũng hiểu được cái cách kiếm tiền ở trên cái Sonorus rồi ha. Nếu mà bạn nào mà chưa biết cách thì có thể liên hệ với mình thông qua cái channel này ha. Mình sẽ để cái đường link của cái channel này ở dưới phần mô tả video cho các bạn nha, soi vào trong cái nhóm này. Rồi đây là cái phần thu nhập mà hôm nay, ngày mai thì mình nghĩ là nó sẽ khác hơn và nó sẽ nhiều hơn cái này ha. Tại vì mình cũng tái đầu tư, cứ mỗi ngày mình tái đầu tư khoảng tầm là 50 đến 100 bài hát á. Mình cũng đang muốn nâng cái số bài hát của mình sở hữu lên nhiều càng tốt, để trong tương lai thì mình có thể gọi là thảnh thơi với lại cái Sonorus này. Rồi, bạn nào mà yêu thích cái video này của mình thì có thể để lại cho mình một like ha. Và các bạn đừng quên là hiện tại Sonorus đang có một cái chương trình là tặng 100 nốt nhạc dành cho các bạn đang muốn trải nghiệm á. Và từ 100 nốt nhạc đó thì các bạn cũng thể làm nên chuyện với nó nha. Giống như mình cách đây 3 tháng thì mình cũng đã làm nên chuyện với 100 nốt nhạc đó. Thì các bạn cũng có thể thử như vậy ha. Biết đâu sau 3 tháng các bạn cũng sẽ giống như mình thì sao ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những cái video lần sau.